thời gian khá là dài do dịch bệnh Covid, thì mặc dù kinh tế bây giờ các ngành nghề cũng đã dần ổn định hết, nhưng mà về lĩnh vực điện ảnh thì chưa có quay trở lại như thời điểm hồi xưa. Thì trong cái thời điểm này, cái bộ phim Đỉnh Mùa Hồi Xưa ra mắt thì nói chung khá là hồi hộp cho nhà sản xuất. Nhưng mà theo Lê Hải nghĩ là nếu như thực sự cái bộ phim tốt thì có thể kéo khán giả quay trở lại rạp, và cái điều đó trở thành cái hiện tượng tốt và kéo làm cho cái thói quen của quý vị khán giả quen ở nhà quá lâu như thế, bây giờ sẽ làm cho khán giả cũng quay trở lại rạp. Hay là con là một võ sĩ để con từ danh diện mạo làm anh hùng của mình.